đó là sữa rửa mặt chống oxy hóa với những cái chiết xuất từ vitamin E cũng như những cái hạt HA. Rất là nhìn cái chai, cái design chính rất là mê cái chai này quý vị. Nhìn vô nó có một cái gì đó nó gọi là Alice ở xứ sở thần tiên á, giống như một cái thủy cung vậy đó quý vị. Đó là về cái bề ngoài thôi quý vị, nhưng bên trong này khi anh chị xài cái sữa rửa mặt này rồi, anh chị sẽ thấy là cái làn da mình nó mịn màng, da nó mịn màng, và mặc dù nó vẫn là sữa rửa mặt, nó vẫn tẩy đi những cái lớp bụi bẩn ở trên da, nhưng mà sau đó nó cấp ẩm cho da bởi những cái hạt HA như thế này, và nó còn hỗ trợ làm trắng sáng cho da bởi những cái hạt vitamin E nhỏ 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 gì nè quý vị. Dạ, siêu nhỏ luôn, mà nhìn cái khi mà các anh chị xài cái sữa rửa mặt này á, nó làm cho da mình mịn màng lắm cơ. Dạ, một lần thì các anh chị chỉ việc là cho em, tùy theo mặt em là mặt bự đó, một lần em bóp chừng 3 cái thôi. Dạ, bởi vì trong này nó là những cái tinh chất được cô đặc, cho nên khi mà các bạn sử dụng đó, các bạn không cần sử dụng quá nhiều. Dạ, mấy anh chị xoa đều ra hết ha. cái bạn cầu lê chung tôi đang live stream mà nghiêm túc với bà dối bà làm tôi mắc cười hoài, em xin lỗi cả nhà, có mấy đứa em vô nó chọc em hoài. Dạ rồi, em quay trở lại với cái The Loop Skin ha. Cái sữa rửa mặt này nó có vitamin E cũng như những cái hạt HA đó quý vị, cho nên khi các bạn xài đó, không chỉ nó tẩy đi những cái lớp bụi bẩn sâu ở trong da, mà nó còn mang lại cái, nó cấp ẩm cho da một cách rất là hữu hiệu luôn. Dạ, và sau đó nó cũng hỗ trợ làm trắng sáng mịn màng cho da luôn thưa quý vị. Và trong này đặc biệt nó có chiết xuất từ quýt hay trồ. Dạ, quýt con Mận nó chọc em hoài. Chút nữa đi nha mấy bà, ráng cho em nói chuyện xong, em like cho xong cái phiên like của em về những cái bộ mỹ phẩm này rồi chị em mình sẽ giao lưu với nhau. Để cho tôi nói được cắt clip cho nó đẹp đẹp, nó nghiêm túc đó nè. Màn hai cảnh hai bắt đầu hô biến. Dạ, em quay trở lại với cái viên lan ngày hôm nay của em. Dạ, trong này nó có quýt hay trồ. Dạ, đó là cây phỉ. Cây phỉ nó sẽ hỗ trợ là ngừa mụn kháng viêm. Đó, cho nên là da, nói chung là đặc biệt là da nào chúng ta xài cái sữa rửa mặt này cũng được. Da nhờn thì nó cân bằng pH, nó sẽ kết độ lỗ chân lòng ha. Rồi da khô thì nó lại cấp ẩm cho da rất là hữu hiệu. Rồi da mẫn cảm, da hỗn hợp chúng ta đều có thể xài cái sữa rửa mặt này được. Dạ, đó là cái sự mà em thấy rằng một cái điểm cộng rất là tuyệt vời cho những cái người sản xuất ra những cái bộ skin care trong cái thời buổi mà 2023 2024 của năm nay, bởi vì họ chi rất là nhiều tiền cho những cái vị bác sĩ da liễu để mà kết hợp đồng tay với nhau để cho ra đời những cái mỹ phẩm nó thuần chay, nó an toàn, nó lành tính cho da, mà unisex luôn quý vị, nam xài được, nữ xài được, và LGBT như tụi em thì quá dễ rồi đúng không ạ? Đó, và cái chai sữa rửa mặt này em nhắc lại là chúng ta xài chung được hết nha, không phân biệt độ tuổi, không phân biệt giới tính, từ những người 18 cho tới 68 tuổi các bạn đều xài được hết. Dạ, mình mua cái sản phẩm này về mình có thể nói với mẹ mình tiếng mẹ mẹ cái này sữa rửa mặt nè, con với mẹ xài chung được nè, ba có rửa mặt ba xài cái này cũng được luôn, hết sữa rửa mặt ít men rồi xài cái này thử đi ba. Đó thì tất cả mọi thành viên trong gia đình đều có thể xài cái sữa rửa mặt này hết. Dạ, và các bạn nhìn thấy những cái hạt vitamin E này nè, khi các bạn rửa mặt xong á, dù là các bạn không có bôi kem dưỡng lên, cái da các bạn nó vẫn mịn màng, nó vẫn có một cái độ ẩm nha, bởi vì nó có HA trong này, nó có nha đam trong này nữa, nó làm cho da các bạn mát mẻ và lúc nào cũng căng bóng ra hết. Dạ, cho nên là các bạn sẽ cảm thấy rất là sảng khoái khi mà sử dụng cái sữa rửa mặt này ha. Và giá hiện tại của nó chỉ có 181.300 đồng mà thôi thưa quý vị. Dạ, và đặc biệt cứ mỗi một sản phẩm các bạn mua của nhà The Look Skin thì công ty sẽ trích ra 5.000 trong mỗi một sản phẩm như thế này để công ty làm thiện nguyện vào mỗi dịp cuối năm, cho nên đây cũng là một cái chương trình mà Trinh thấy rất là ý nghĩa và rất là nhân văn của thương hiệu The Look Skin. Dạ, một lần nữa là em cũng cảm ơn thương hiệu The Look Skin đã mang đến cho em những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời, cũng như là thay đổi được cái làn da vốn dĩ là đã lão hóa của em, và bên cạnh đó cũng hỗ trợ cho em những cái hình ảnh để mà em lên phiên live em được tốt hơn. Một lần nữa em xin cảm ơn The Look Skin. Dạ rồi, thì bây giờ em lên tiếp với cả nhà một cái sản phẩm chăm sóc da nữa của thương hiệu The Look Skin, đó là cái gì ạ? Toner AHA.